Xin chào anh chị, thứ bảy ngày cuối tuần nha. Chắc hẳn là anh chị đang quan tâm cửa hàng Pleiku đang có những chiếc xe bán tải nào. Thì sẵn đây EV sẽ giới thiệu nhanh những chiếc xe bán tải đang có và tầm tài chính khoảng 350 tới hơn 400 nha. Đầu tiên thì phải kể đến chiếc này, Ford Ranger số sàn 2016. Xe này khoảng hơn 60.000 cây, bên đang chào bán với giá là 410 triệu ba rút hồ sơ. Đi một vòng nội thất thử nha anh chị. Này, nó hơi chọc một chút nè. Hơi chật một xíu. Dạ rồi, ghế thì nó sẽ có sự hao mòn theo thời gian nè anh chị. Đó, xe này thì odo khoảng là 64.000. Ở đây thì nói chung là lên được bộ ghế da nè. Nhưng mà nó có một cái lỗi nhỏ nhỏ nha anh chị. Có hút móp má ve trước bên tài nè, mấy phe đường ống hơi mở hết, ốc chân ghế mở. Nên xe này bên em sẽ bán theo hiện trạng xe, không cam kết không bảo hành anh chị nha. Rồi về phần sau xe nè. Như anh chị thấy nha, sau xe thì cũng sẽ có cái phần nắp thùng. Đó, nắp thùng này, xe này thì cũng có cả biến lùi cho mình rồi. Đó. Ở biển Sài Gòn. Rồi tiếp theo nữa, anh chị tìm một chiếc xe số tự động đời cao hơn một xíu để tham khảo thử mẫu xe này nha. 2017 hơn 7.455 triệu ba rút hồ sơ. Một cầu nha chị, cũng lên được nắp thùng nè. Rồi đi một vòng nội thất thử nha. Đó, xe này thì vẫn là ghế nỉ nha anh chị. Đó, ghế nỉ, xe này là một chủ tự động nè. Đó, bên ngoài cái dòng bán tải là hay dùng để đi chở đồ nên cái phần bên ngoài nó sẽ có xước sát đây nha anh chị. Đó thì xử lý được bên sẽ xử lý thôi. Đây, nội thất ở bên trong nè. Đó thì tại vì nó cũng hơi chật á, nếu mà anh chị nào mà quan tâm tới chiếc xe nào cứ để lại bình luận ở dưới thì em sẽ quay chi tiết hơn ạ. Đây mâm lốp thì thực sự là cái mâm lốp này là cái lốp này nó hơi mòn rồi nè anh chị. Anh chị mua về thì mình kỹ mình thay lốp lại đi. Đi cho nó an toàn hơn nha. Rồi tiếp theo một chiếc xe hai cầu số sàn tới từ nhà Mazda nè, BT50 sản xuất 2015, odo theo xe khoảng 100.000. Xe này thì bán với giá là 365 triệu ba rút hồ sơ. Xe này thì cũng bán theo hiện trạng thôi, tại vì đời nó cũng hơi sâu rồi. Anh chị có người quen thợ thầy gì có ghé kiểm tra thực tế nha. Xe này thì như theo em được biết là có thay khích lái rồi nè. Để mời anh chị đi một vòng nội thất ở bên trong thử nè. Xe thì cũng đã có đầy đủ cho mình là cam hành trình, có được bộ ghế bọc được bộ ghế da rồi nè, màn hình Android bọc trần lót sàn. Nói chung là đồ cũng trang bị khá là tương đối rồi. Hàng ghế phía sau đây, xe ở sau thì cũng có nắp thùng cho mình nè. Đó, cam lùi luôn. Đó, một chiếc xe thì trang bị đầy đủ rồi. Tiếp theo một chiếc xe 2014 XLT số sàn hai cầu. Xe này thì bên bán với giá là 350 triệu nha anh chị. Xe này thì odo cũng không xác định được đâu. Đây, đi một vòng thử nội thất nha. Đó, cũng có bộ ghế da cho mình được. À, lên được bộ ghế da rồi nè. Số sàn hai cầu thì em có hai chiếc, nó tầm khoảng 350 hơn tới 360. Thì vừa rồi em vi quay nhanh bốn chiếc bán tải đang có ở cửa hàng Toàn Trung Gia Lai. Và ở sau thì em cũng chuẩn bị về thêm một chiếc xe hai lớp số sàn nha. Thì nếu mà anh chị nào quan tâm tới mẫu xe, gọi ngay cho em vi để được hỗ trợ tư vấn thêm. 0928 325 679 hoặc là ghé luôn tại Toàn Trung Gia Lai, địa chỉ 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai để có thể tham khảo mẫu xe này về những chiếc xe khác nha. Và rồi em vi xin chào anh chị và hẹn anh chị ở những chiếc xe tiếp theo ạ.